Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Forest Monster, See the Near. Let's go. Bật lên. Ok. Một chiếc máy ảnh. Ok. Rồi mình sẽ đi sang bên này. Chỗ này. Ok. Ông ta đang gần đây, mình sẽ chụp ảnh ở đây. Các bạn tiến gần, khi nào nó ra vạch màu xanh thì đó các bạn sẽ chụp. Đây rồi. Ok. Đã đủ 3 bức ảnh. Sau đó thì mình sẽ chạy vào ngôi nhà này. Ở đây thì có một nguồn. Bật lên. Một cánh cửa đã mở ra. Sau đó thì các bạn sẽ đi tìm cái cánh cửa này. Và các bạn đi tìm đường. Sau đó thì tiếp tục di chuyển tiếp. Oh my god. Ông ta đã đột nhập luôn vào trong này. Không chạy kịp được rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Dear Trigger 2. Let's go. Play. Ok. Let's go. Trên này không lên được. Thanks. What?
How's it going? Continue. Ok, tiếp tục là. Ngay sau đây có luôn. Lên trên này mà không biết ở chỗ nào. What do we have here? Đây rồi. Xuống dưới rồi. Call me Jeff. Ok. Tiếp tục vào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới thứ ba, Slenderilla, The Cellula. Đây là một tựa game mà khá là hot và hay trong điện thoại vừa qua. Các bạn cùng mình khám phá tựa game này nhá. Let's go. Ok, và mình sẽ đi bên này. Oh my gosh. Một chiếc chìa khóa. Và đây là một quyển sách. Ở đây thì bạn sẽ phải đi tìm 8 quyển sách tất cả nhé. Mình sẽ đi bên trái trước, sau đó thì mình sẽ quay bên phải. Wow. Không gì đây. Quyển sách thứ ba. Rồi, sang bên này nào. Bên đây phải ngõ cụt không? Hình như là cụt rồi. Ok.
Wow. Quyển sách thứ tư. Đó, các bạn đi xung quanh và tìm tất cả 8 quyển sách. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Dear Trigger. Let's go. Chưa mở ra. Phải trên này không? Vẫn chưa xuất hiện. Let's go. Xuất hiện. Ok, bây giờ thì mình sẽ thoát ra ngoài.
sau đó thì mình sẽ ra ngoài này là mình sẽ hoàn thành được phần của game này, điều này thôi. Đây rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 5, đưa ra. Fucking deer run. Let's go. Tiếp tục vào, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Đây là một tựa game ma các bạn nhé. Và đây là một tựa game ma kinh dị, rất là khiếp. Start game, lock game. Ok. Không biết đi đường nào đây. Đo nhiệt độ phòng ở đây là 19 độ 3. Vào trong này xem.
20 luôn. Cái này như là một bệnh viện đã bỏ hoang từ khá là lâu rồi. Oh my god. Xuống tầng hầm nào. Trong này không có gì. Mình đang chụp bức ảnh đây. Ok. Đó, và các bạn cứ đi xung quanh tất cả các phòng ở trong bệnh viện này. Và cũng rất là kinh dị các bạn nha. Tuy không nhìn thấy ma nhưng mà tiếng nhạc và cái tiếng âm thanh ở trong này rất là kinh dị. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tới cái tiếp theo. Let's go. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nhặt khẩu súng này. Kèm theo đó là những viên đạn. Đây như là một tổ gì đó. Sinh vật ngoài hành tinh. Wow. Rồi đi tiếp vào đây. Кажется, придется прыгать. Cái này như là một tựa game của nước Nga, tiếng Nga. Ok, chui xa. Chui ra ngoài này nào. Ở đây có một quái vật. Mình sẽ bắn nó. Ok. Còn một con nữa. Oh my god, nó có sống cơ. Wow. Rất là kinh khủng luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. New game. Continue. Này, các bạn phải vào trong ngôi nhà này. Và tiếng trong game này rất là khiếp. Ok, bây giờ thì mình phải đi tìm một món đồ nào đó. Đây rồi.
một chiếc xe, một chiếc Jeep. Nhà tôi. Đây là một tựa game ma các bạn nhé, rất kinh hãi luôn. Mình sẽ tìm xung quanh xem có cái gì nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào trong đây. Một chiếc chìa khóa. Oh my gosh. Chiếc giường, cửa sổ này, đi tiếp nào. Oh my god, rất là sợ luôn. Các bạn cứ đi từng căn phòng một, sau đó tìm những tất cả những chìa khóa và tất cả những món đồ khác. Rồi, gì đây? Một chai rượu. Rất tối tăm luôn. Sau đó thì các bạn sẽ lên trên tầng 2. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.